Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay trong ngày đầu tuần, mưa đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra tình trạng sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Dự báo đêm nay và ngày mai, dưới tác động của dạnh áp thấp có trục tây bắc đông nam, thì toàn khu vực miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 20 đến 50 mm, có nơi cao hơn người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nền nhiệt độ trong 24 giờ tới không cao, hầu hết khu vực ở mức là 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn vào thời điểm trưa chiều mai. Từ ngày 26 trở đi, khi mưa giảm thì nhiệt độ mới có xu hướng tăng trở lại. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của dạnh áp thấp và vùng xoáy thấp, vì thế ở đây cũng có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to với nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Trong khi đó khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận Bình Thuận cho đêm nay và ngày mai cũng có mưa nhưng chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại khu vực này phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Còn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai sẽ có gió Tây Nam hoạt động yếu dần, vì thế chủ yếu có mưa về lúc chiều tối. Trong ngày, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Biển Đông trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa sẽ có gió Nam đến Tây Nam với cường độ cấp 5. Tuy nhiên, mưa rào và rông còn diễn ra ở nhiều khu vực, tập trung ở phía Nam. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều không vượt qua mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông. Từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.